Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân tộc Tây Bắc của mình. Bây giờ đang là tầm khoảng 12 giờ, gần 1 giờ trưa rồi các bạn ạ. Trời nắng nóng nên là mọi người rủ nhau đi ăn chua. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về ăn quả nhọt xanh nhé các bạn nhé. Quả nhọt này chỉ có ở Tây Bắc thôi các bạn ạ. Chỗ nhà anh trai của mình có thì là mình sẽ với mẹ của Hằng là sẽ xuống dưới kia ăn. Vì ăn chua này ăn đông người vui mà. Đây, mẹ của Hằng thì đang đi kiếm một ít lá tỏi để ăn ghém với quả nhót đấy các bạn. Nhà anh ấy đây này các bạn. Đây, anh ấy con chó to thế. Nó trong chiếc bật tắm đấy. Đây, trong nhà nên hơi tối, mẹ của Hằng đang chuẩn bị làm cái muối ớt để đi chấm với quả nhót đấy các bạn. Cay đấy. Không cay đâu quá. Phải cho thêm tí ớt nữa. Đây chỉ cho súp mì chính với muối ớt thôi nhỉ. Cay lắm rồi đấy. Ớt này cay lắm đấy. Này, cây nhót này các bạn, đã có quả chín rồi. Này, mình zoom cho các bạn xem này. Đấy. Cây này anh Dũng chặt tỉa hết rồi, nếu không là chắc là to lắm. Anh chỉ để mấy cành này thôi, để ăn thôi này. Còn đi có ba cành nhỏ này thôi. Đấy, cắt hết rồi. Cái này các bạn, quả nhót rồi này. Đấy. Rất nhiều, phải dùng que chống này, không thì chắc là cây này đổ mất. À, vườn rau của anh trồng đây. Đây, mẹ của Hằng đang chạy quả nhót xanh về ăn. Nhà anh trồng cây bón bén ở đây hay phết đấy chứ. Anh ấy có hai cái ao ở gần nhà hay thế. Thì cần cá lúc nào chỉ mang bó ra câu là được ngay, vài bước chân là đến. Này, nhót này các bạn. Đây này, quả nhót này các bạn này. Đấy, quả to thế nhá. Nhót to thế này này. Tí là mình phải cho vào cái xa đấy, cái vật mình hất cái các bạn. Để cạo vớt cái phần vảy này này này. Không ăn nó sẽ bị ngứa cổ này, cái vảy này này. Hay bị ho này. Rồi, ừ, đấy. Rồi, quả gì đấy, khải. Mà thôi mình sẽ để cho mẹ của Hằng sơ chế cái này. Đấy. Nóng chân. Nóng chân chứ Khải nhanh nhé. Này. Đấy, thấy vụi nó vay ra chưa các bạn? Đấy. Những cây phụi này mà bám vào họng thì là hay bị ho lắm. Cho nên mình phải cho vào làm như thế này để cho nó sạch cái bụi này, xong là rửa qua nước nữa. Đây.
nơi này. Sau khi xử lý xong thì rửa xong thì quả nhót nó sạch như thế này rồi các bạn, không còn có những vẩy trắng gì nữa. Đây. Này, này con cài này. Đây quả nhót à? Quả nhót này có chua không? Chua à? Thế Khải có ăn không? Không ăn á? À? Chua lắm á? À? Thế không ăn được à? Ồ. Ăn thử xem nào, có chua thật không? Ăn thử xem. Ừ. Chua lắm à? Hiểu thế. Đây là con của anh Hoan. Đâu bây giờ mời chú ăn nào. Ôi dồi, xin nhá. Phải mèo à? Phải mèo à? Phải gì? Hả? Phải gì? Lộn cổ xuống đấy. Không, kéo lên không? Lộn cổ đi. Nói con nghe không chứ còn nghe. Xuống thì... Chết đây. Không nhỉ? Không đâu. Đây, ra đây mở ra. Đây, hai bát nước chấm. Đây là muối ớt. Còn đây là nước mắm, đường, ớt, tỏi, rau mùi, gừng, các thứ đã cho đủ rồi. Chấm cái này là không phải cho gừng, tỏi gì nữa. Chấm cái này ngon này. À, đây. Đây này, lá tỏi này, với bắp cải này. Okay. Xong là rau mùi nữa các bạn ạ. Ăn cùng với quả nhót xanh này. Cuộn lắm. Anh Hoan anh phải ăn cả quả to mới vào mới đủ độ chua. Đấy, cho rau mùi xong là với bắp cải ghém. Đấy, xong là chấm với muối ớt. Dây mất rồi anh. Quả to quá. Quả to quá. Đấy. Cay. Lẹ cái chạp chi xoay ra đi. Ngon thế nhỉ, nhìn ăn ngon đấy. Thèm quá rồi đấy. Chua không anh? Hình như lúc nãy là anh không cho gừng đúng không? Quên cho gừng ấy. Tôi làm miếng nên cho đủ nè. Quên cho gừng. Đặc điểm của nhót xanh này là phải có đủ cả gừng, tỏi thì ăn nó mới ngon. Thêm mày nói nó chín đi. Tuyệt vời. Ốm ạ. Đấy, cho gừng, tỏi, xong là ăn với bắp cải trắng các bạn ạ. Mình lấy cái hình cái đấy. Thì chấm cái chấm này thì thế nào? Hai bị chấm, gia vị. Chấm cái nào ngon hơn? Ba này. Ngon, nói đó. Cái này có vị cay của gừng. Cái nào không? Đen được chỉ đìn cho chấm cái này thì có vẻ là hợp hơn. Vậy. Từ xưa nhân vẫn. Đây các bạn, mình sẽ ăn một miếng này. Đây, rau bắp cải này các bạn. Cho một ít lá tỏi nữa. Bằng nửa cũng được đấy, không cho quả nhót đấy, cho thêm rau mùi đấy, cho gừng nữa đấy, cuộn lại các bạn ạ. Đâu bên đây, đây này các bạn, xong là mình sẽ chấm muối ớt đấy, muối ớt. Ăn với quả nhót xanh là muối ớt kiểu này ăn là ngon nhất này các bạn. Chép suối. Muối ớt hay chép đấy. Ăn hay như vị ấy. Sướng quá các bạn ơi. Vừa chua vừa mát. Sao ạ? Muốn cơm nó thảm. Cơm nó thảm ạ. Ông nói con cái này đâu nọ. Nó nhiệt chứ xả lắm chứ. Ta này.
chín ra đâu. Muốn cái này chín gọi này. Ừ, gì thế này. Loại này là ngọt hơn này. Còn một loại là quả dài là rất là một loại quả dài hơn loại này, rất chua. Ăn đây. Phải chấm muối ớt thì ăn ngon hơn, nhưng mà mình sẽ thử chấm loại kia thử xem. Ăn cả quả to. Đây, còn loại kia thì chỉ cần rau thôi, ăn rau với ấy thôi, còn gia vị là đủ hết rồi. Loại này này, chấm loại này. Này các bạn. Sắn nào. Thì một cái có một vị đó. Nhưng mà để mà đậm đà ấy vẫn thua cái này. Thua muối ớt. Muối ớt này có đặc trưng của nó rồi. Đấy, vẫn thua muối ớt. Bình thường nhỉ. Thì bình thường thế các bạn quân này. Số mưa trời hết có mơ mưa mấy cơ này. Số cất chứa số mưa thì xính xếp chưa bạc quân ạ. Cái ba xếp. Lấy thằng rú ra nữa. Bảo bảo. Ừ. Không bị trông mà luôn. Ở phòng đâu Duy Điệp ăn chua nào? Cả Khải nữa. Ăn chua. Ăn chua đây. Đi đợi tới mẹ mẹ xin mà cái đấy. Áp ăn à. Kiểu ba mươi truyền thì hóm nó dạng sốt 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 từ cơn mang sư gia phụ không cần ai truyền cái này truyền không ra nghe học xin muối đi. Đây này rau cải này vừa nhót vừa chuối này. Mình sẽ cho một là có quả nhót vào. Còn là rau mùi nữa các bạn. Thích ăn nhau nhiều thì ăn quả. Xong đây gừng này. Đây gừng này các bạn. Xong mình sẽ cuộn lại. Đấy, lấy một ít tỏi nữa. Đây. Đây này các bạn ơi. Này. Nhót thì ở trong này, mình thì không ăn được chua mấy nên là lấy nửa quả thôi. Đây xong chấm muối ớt này. Mình thì thích lại thích cay cơ nên phải chấm nhiều một chút. Đây này các bạn. Mày hoa bên hàng đẩy mắt chín tan khẩu rồi đấy. Bày bày tôi mày kẹo bên tan khẩu không? Tớ mắt thành kẹo chứ không? Mày linh nhá. Ăn đây ăn mạnh vào đây. Mày mắt bịa xem thân. Mẹ ông mướn mướn chanh ăn này. Ừ. Làm phút. Làm phút được cái là cỡ ai hơn. Phút tăng halot luôn á. Ừ. Phút xa halot luôn. Như em xí em xa thì cho nộng. Nó dạng hộ ô nhót mình hái nhiều nhiều ấy ăn không hết. Mỗi người được mấy quả là ừ. Là no rồi. Ôi
anh Dũng vẫn còn bánh tết nữa đấy. Bánh tết đấy. Ở đấy. Còn năm mát mọi người. Đấy. Hôm nay xuống chỗ nhà anh ấy ăn chua lại còn được ăn cả kẹo cả chuối. Chuối này là chắc cũng chuối tết này. À có cái này tao là trẻ con chạy vào luôn. Đây. Đôi trẻ con này chỉ thích ăn bánh thôi. Chua không thích ăn, bây giờ thấy đây, mở gói bánh là đến ngay rồi đây. Tính ăn bánh luôn đấy. Đấy. Bà đấy. Hay uống rượu tí nữa nhỉ? Hay uống rượu không? Có. Không ai này. Cái đi cho khai ăn. Chua đây. Mọi người ăn chua đây. Bánh tí mà ăn thôi, đang ăn chua đang sướng này. Tiền ở đây. Nè. Tiền ảo. Đít. Đít đưa thêm mình người nó. Phải đánh nó. Hay mưa lắc cần sửa. Chẳng ạ. Mưa này phò cần nâng. Ừ, mưa. Mưa bảo hành. Mưa này. 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 Chị đi nó khai chim bánh đi. Đây đây mời có cả kẹo béo này. Tôi toàn kẹo béo này. Ba bà khai đây với ỉn cái đấy. Kẹo béo này. Khai. Bưng à. Cho hàng này kẹo béo này. Rồi, xin nhá, em xin nhá. Tết này, đây. Năm nay có vẻ được đấy. Đây, kẹo ngon đây này. Hôm nay là 19 đúng không? Hôm nay 19. Ừ. Chưa hết Tết mà. Còn hơn chục hôm nữa mới hết Tết. Chim chim. Từ men rồi anh coi. Ừ. Từ men nó. Nhưng mưa ảo hàng mới ăn. Ai cũng ngán hết rồi nhỉ. Ảo cơm. Ăn được mấy quả rồi các bạn ơi, chua quá. Ừ. Các bạn nó hả? Ôi, đến là no quá rồi, ăn nhiều quá rồi. Còn từng này nữa các bạn ạ. Ăn hết một nửa thôi. Bảo mấy anh em 5 người. Nhưng mà ít người quá. 5 người ăn hết có một nửa thôi. Chắc mỗi người tầm ăn được tầm khoảng 6 đến 7 quả gì đấy thôi, chứ không ăn được nhiều. Quả nhót này chua lắm mà. Chua lắm. Trông thế là chua lắm. Mỗi quả to, mỗi quả đến. Mình xin kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn nhớ like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và đừng quên đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.